Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề quất cảnh thắng lợi và sản xuất chế biến nghệ Chí Tân. Khuyến cáo tái đàn lợn sau khi hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Ân Thi chủ động các biện pháp chống hạn vụ đông xuân. Các địa phương tích cực hỗ trợ người có công và hộ nghèo sửa chữa và xây mới về nhà ở. Gặp gỡ những học sinh nghèo vượt khó ở huyện Tiên Lữ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 2862 công nhận hai làng nghề quất cảnh Thắng Lợi xã Thắng Lợi huyện Văn Giang và làng nghề sản xuất chế biến nghệ Chí Tân xã Chí Tân huyện Khoái Châu. Hai làng nghề này đạt tiêu chí công nhận làng nghề năm 2019, trong đó xã Thắng Lợi có 9 thôn với 1.885 hộ trồng quất cảnh đạt tỷ lệ 86% số hộ trong xã. Xã Chí Tân có 3 thôn với 1.490 hộ sản xuất và chế biến nghệ đạt tỷ lệ 80% số hộ trong xã. Các làng nghề này đã đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng các điều kiện môi trường. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định thu hồi bằng công nhận làng tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào do không đáp ứng được các điều kiện về môi trường. Như vậy đến nay, toàn tỉnh đã có 37 làng nghề được công nhận. Vụ đông xuân, huyện Ân Thi có kế hoạch gieo cấy trên 7.000 ha lúa, 2.000 ha rau màu để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi và địa phương đã có nhiều biện pháp chủ động chống hạn. Huyện Ân Thi có 4 sông gồm Kim Sơn, Tây Kẻ Sạt, Điện Biên và sông Cửu An cung cấp nguồn nước cho các sông trục nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ cuối mùa mưa bão đến nay, mưa ít khiến mực nước các sông xuống thấp và có nguy cơ không đủ nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân. Hệ thống Bắc Hải đang tháo gạn để chuẩn bị cho cái công tác phá dỡ đập và hoàn thiện nạo vét. Thì hệ thống sông bên ngoài thì rất là cạn, nó xuống 0,2 hoặc 0,3 thôi. Ân Thi có 3 hệ thống sông, mực nước trong sông nội đồng trên 1m đến 1m1. Trước tình hình đó, các địa phương trong huyện đã chủ động cân đối nguồn vốn, huy động nhân dân thực hiện làm tiểu thủy lợi nội đồng, nạo vét các kênh xương cá dẫn nước đến mặt ruộng, đồng thời tuyên truyền đến người dân đảm bảo diện tích gieo cấy, không mở rộng diện tích sản xuất ồ ạt nhằm đảm bảo nguồn nước tưới. Sau khi nhận được kế hoạch nạo vét của sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ân Thi, thì địa phương đã chủ động chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn các thôn tuyên truyền vận động người dân tự nạo vét các tiểu thủy lợi của địa phương tại cửa ruộng của các gia đình, hộ gia đình cá nhân. Khi sự nghiệp lấy nước về đồng Xuân Trúc tích trữ nước và hoành triệt các hệ thống cống, ao, hồ. Hiện sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã chủ động nạo vét các kênh dẫn hố hút kênh tưới chính trên các sông trục để đảm bảo giữ nguồn nước trên hệ thống. Tổng khối lượng nạo vét đến nay là 25.000 mét khối, đạt trên 85% kế hoạch. Bên cạnh đó, xí nghiệp thường xuyên kiểm tra lượng nước để thông báo đến người dân về kế hoạch tưới tiêu, chuẩn bị cơ sở vật chất để bơm nước sớm, dùng trạm bơm cột nước thấp để tận dụng tối đa nguồn nước, không phụ thuộc vào mực nước dâng từ các hồ thủy điện. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 28 tháng 12, cả nước có 3 tỉnh hết dịch tả lợn châu Phi là Hưng Yên, Hải Dương và Thái Bình, khi đã 30 ngày không có lợn chết hay xuất hiện các ổ dịch. Trong đó, tỉnh Hưng Yên bị phát hiện dịch tả lợn châu Phi sớm nhất trong toàn quốc từ tháng 2 năm 2019, nhưng nhờ các biện pháp chủ động khoanh vùng dập dịch của các ngành chức năng và người dân, nên cũng là tỉnh công bố hết dịch sớm nhất. Ngày 10 tháng 11 năm 2019, Hưng Yên được công nhận hết dịch tả lợn châu Phi. Theo khuyến cáo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đợt kiểm tra dịch tả lợn châu Phi tại Hưng Yên giữa tháng 10 năm 2019, dập dịch là rất quan trọng, nhưng phải rất cẩn trọng trong việc giữ không cho dịch tái bùng phát trở lại, nhất là khâu tái đàn lợn trong điều kiện các tỉnh xung quanh vẫn còn dịch tả lợn châu Phi. Những cái hộ lớn, những cái trang trại, những cái công ty đảm bảo đủ an toàn sinh học thì kỳ này tăng đàn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những cái quy mô hộ vừa phải, khi mà chúng ta kiểm tra, kiểm soát, chính quyền địa phương hướng dẫn, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, mà nếu đủ điều kiện an toàn sinh học thì tiếp tục tăng đàn. Kiên quyết những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học thì kỳ này ngành nông nghiệp khuyến nghị không tái đàn để nguy cơ lại rủi ro lần thứ hai
và làm cho cái dịch này nó lưu truyền trong cái môi trường chúng ta một cách giảm. Chăn nuôi theo quy mô cộng với giá cả ổn định đã giúp các hộ chăn nuôi bò thịt trên địa bàn xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên thu được hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Bùi Văn Hoan, thôn Kệ Châu Ba, chăn nuôi bò thịt từ năm 2012 với tổng số 30 con, mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh đều thu lãi trên 250 triệu đồng. Nhờ vậy, từ ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, năm 2018, gia đình anh Hoan đã xây dựng nhà cao tầng khang trang. Năm 2019 này thì là cái giá nó lại tăng lên được 10 đến 15 giá. Là cái người mà chăn nuôi như là gia đình nhà chúng tôi là chúng tôi cảm thấy này là cũng đang được rồi, vẫn là khởi rồi. Toàn xã Phú Cường hiện có 1.500 hộ nuôi bò thịt, chiếm trên 90% số hộ với trên 4.000 con. Trong đó, hộ nuôi ít thì 5 đến 7 con, hộ nuôi nhiều lên tới trên 30 con. Trung bình một năm, mỗi con bò trừ chi phí cho thu lãi 10 triệu đồng. Để các hộ yên tâm chăn nuôi, năm 2018, xã đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi bò gồm 60 thành viên. Hợp tác xã đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ bò thịt cho các thành viên và các hộ trên địa bàn. Tiêu thụ sản phẩm sẽ đem lại những cái hiệu quả kinh tế nhất định cho gia đình nhà mình. Thì từ đấy mình cũng sẽ triển khai làm sâu rộng hơn, sẽ gắn kết được nhiều các cái hệ thương lái hơn. Mục tiêu là đóng gói sản phẩm này để đưa đến những siêu thị để tiêu thụ vào những cái nơi có cái giá trị tốt nhất để cùng với cả nhân dân phát triển. Cuối năm 2019, giá thịt bò tăng cao đã tạo động lực để các hộ tiếp tục đầu tư chuồng trại và chăn nuôi theo mô hình an toàn dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường. Được biết năm 2019, giá trị thu nhập từ chăn nuôi bò thịt của xã ước đạt gần 40 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã thu ngân sách đạt gần 14.200 tỷ đồng, vượt 11,35% dự toán năm 2019. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2019 là gần 14.200 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là trên 3.690 tỷ đồng, đạt 111%. Tăng 623 tỷ đồng. Thu nội địa đạt 10.540 tỷ đồng bằng 109,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tăng 1.782 tỷ đồng, tương đương với 20,4% so với năm 2018. Tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách địa phương đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2019 trên 3.500 tỷ đồng, đạt 77,7% kế hoạch, tăng 9,7% so với năm 2018. Nhờ đa dạng sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ, hàng năm công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Aroma trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có số nộp ngân sách nhà nước cao, đạt gần 100 tỷ đồng một năm. Hoạt động từ năm 2008 đến nay, công ty tạo việc làm cho trên 200 công nhân với lương tháng bình quân 7 triệu đồng. Hiện đang là mùa cao điểm sản xuất tại nhà máy để chuẩn bị hàng phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài sản phẩm truyền thống như các năm trước là đồ uống mang thương hiệu Men Vodka, Tân Đình, Táo Mèo. Năm nay, công ty đưa vào sản phẩm mới được chiết xuất từ sâm Hàn Quốc, nấm ngưu chương chi và đông trùng hạ thảo. Dự kiến mức thưởng Tết Canh Tý 2020 sắp tới là 2 tháng lương cho người lao động. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo là sản xuất đa dạng các loại đồ uống từ nước ép trái cây để xuất khẩu sang thị trường Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những cái mà điểm mạnh nhất của mình để chúng tôi có thể hòa nhập được cùng với tất cả các doanh nghiệp cũng như là chính phủ đưa ra là chúng ta sẽ vươn xa thị trường xa hơn, đảm bảo được cái đóng góp cái ngân sách cho tỉnh Hưng Yên cũng như là nhà nước được nhiều hơn nữa. Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ và xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã huy động được gần 160 tỷ đồng xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, cứng hóa gần 80 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ các công ty, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp gần 130 tỷ đồng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân hiện đã được cải thiện và nâng lên, điều kiện về y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.
tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi đã huy động các nguồn được hơn 200 tỷ đồng. Người dân đóng góp và tự đầu tư xây dựng các công trình gần 176 tỷ đồng. Riêng trồng mầm non được đầu tư xây mới với kinh phí 21 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,78%. Nhân dịp này, trường mầm non của xã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Kim Động vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. Huyện Kim Động hiện có hơn 520 nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, phần lớn đều là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và cán bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Kim Động được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập ngày 22 tháng 10 năm 2019 nhằm đoàn kết tập hợp các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, giúp đỡ, động viên họ khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo của tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hưng Yên đã có hàng nghìn người có công và hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở, ổn định cuộc sống. Cách đây 3 tháng, những ai biết về gia đình bà Lê Thị Dưa ở thôn La Mát, xã Phổ Ủng, huyện Ân Thi đều vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của bà. Không chỉ sống đơn thân, gần đây bà còn phải nuôi hai người cháu là con của cô em gái ruột đã qua đời. Hàng ngày, bà bác cháu phải sống trong một nơi gọi là ngôi nhà, nhưng tài sản duy nhất chỉ là một chiếc giường cũ. Còn đây là cảnh ba bác cháu cùng người thân bà con hàng xóm láng giềng đang tất bật hoàn thiện những công việc cuối cùng của ngôi nhà mới, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Bà không khỏi phấn khởi bởi Tết này ba bác cháu sẽ được sum vầy dưới ngôi nhà mới, một ngôi nhà mà trong mơ bà cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không bao giờ tôi hy vọng được cái nhà như thế, cho nên bây giờ tôi được cái nhà là tôi cũng rất cao vui vẻ lắm. Bác cháu cũng cứ nói là được cái nhà là sướng rồi, còn không biết nó nói là như thế nào thì bác cháu mình là thích lắm ấy. Với truyền thống đoàn kết, nhân ái, lá lành đùm lá rách, trong 10 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quyên góp hỗ trợ xây dựng được gần 6.800 ngôi nhà cho người có công và hộ nghèo. Đóng góp vào kết quả trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam nằm trong cụm công nghiệp Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tiên phong trong xây dựng nhà ở cho hộ nghèo với 15 căn đã được hoàn thiện và bàn giao trị giá 1,5 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động như công ty chúng tôi đang triển khai hiện tại thì tôi cũng rất mong muốn là các công ty khác, các doanh nghiệp khác đang đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm cũng như tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian tới chúng ta sẽ chung tay hỗ trợ và hợp tác hơn nữa với các cơ quan chức năng để làm sao chúng ta thực hiện tốt các cái hoạt động hỗ trợ xã hội cũng như là nâng cao cái vấn đề an sinh xã hội cũng như là phát triển cộng đồng cho người dân trong khu vực. Chung tay xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo ở tỉnh Hưng Yên. Còn có công ty cổ phần Thaco Trường Hải tặng quà cho hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng số tiền 500 triệu đồng. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh đã tặng 1.100 suất quà trị giá 1 tỷ 100 triệu đồng. Chi hội tán trợ chữ thập đỏ tình người trực thuộc Hội chữ thập đỏ Hà Nội ủng hộ 272 nhà với số tiền gần 8,6 tỷ đồng. Trong khuôn khổ thời lượng chương trình, chúng tôi không thể kể hết những tấm lòng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức câu lạc bộ thiện nguyện và các chức sắc tôn giáo trong nhiều năm qua đã sẻ chia, chung tay góp sức ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Bởi trong sâu thẳm, tình cảm của họ đều có điểm chung duy nhất. Đó là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đúng với đạo lý cao đẹp của mỗi người Việt Nam. Nhằm động viên khích lệ kịp thời người lao động nhân dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức thăm và tặng 30 suất quà cho đoàn viên người lao động có thành tích xuất sắc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Eura Corporation Vina
và nhà máy ống thép Hòa Phát trên địa bàn huyện Văn Lâm. Tại hai công ty, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng quà và hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như điều kiện làm việc của người lao động. Chúc đoàn viên, công nhân lao động năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, khắc phục khó khăn, tiếp tục thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, lập nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tặng Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tủ sách thông minh của mẹ. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Khoai Châu tổ chức khen thưởng tặng quà cho 120 đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn tiêu biểu với số tiền và quà trị giá gần 100 triệu đồng, đồng thời trích từ nguồn quỹ xã hội công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 35 triệu đồng cho cô giáo Văn Thị Hạnh, công đoàn trường mầm non xã Tư Dân có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Huyện Tiên Lữ là địa phương có truyền thống hiếu học lâu đời, nối tiếp các thế hệ đi trước, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Em Vũ Thị Khánh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở thôn Dị Chế, xã Dị Chế. Bố em bị dị tật, không có khả năng lao động nặng. Bà nội già yếu, năm nay đã gần 90 tuổi. Mọi gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai của người mẹ với công việc thu gom rác mỗi ngày. Ngôi nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông là nơi ở của 6 thành viên trong gia đình. Vì sinh ra trong cảnh nghèo nên em càng khát khao được học tập. Em luôn tranh thủ học bài mọi lúc mọi nơi, chủ động sắp xếp thời gian để vừa học tập vừa giúp đỡ gia đình. Tôi là hàng xóm ở nhà em, cũng ngay sát cạnh nhà. Và những cái thực tế hàng ngày là nhìn thấy rõ ràng là gia đình rất khó khăn. Có em Khánh thì em rất là ngoan, rất là chịu khó học và vươn lên kể cả như là công việc gia đình hay là trong việc học tập. Trong mọi hoạt động của nhà trường, em đã nỗ lực phấn đấu và trở thành học sinh ngoan khá giỏi của lớp 6B. Và bên cạnh đó, em còn là một học sinh có tư cách đạo đức rất là tốt, đã giúp đỡ tất cả các bạn bè ở trong lớp có hoàn cảnh giống của mình để vươn lên. Em Trần Thị Huyền Trinh ở thôn Nội Mai, xã An Viên, sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Bố mẹ đi làm ăn xa, để lại hai chị em Trinh rau cháo nuôi nhau. Mặc dù thiếu thốn sự dạy bảo của người cha và quan tâm của mẹ, nhưng em luôn có ý thức trong học tập. Ở trường Trung học Phổ thông Tiên Lữ, em được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự hiền lành, chăm chỉ và tinh thần tự học rất cao. 10 năm cắp sách đến trường, em luôn được công nhận là học sinh giỏi, học toàn diện tất cả các môn, đặc biệt là các môn tự nhiên. Em Trinh là một trong những học sinh rất là gương mẫu. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng em rất cố gắng trong quá trình học tập. Em và cùng một nhóm học sinh khác luôn tự tổ chức các nhóm học để hỗ trợ các bạn ở trong lớp mà có học lực kém hơn. Và với em Trinh có lối sống tác phong rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn hoàn thành tốt các cái công việc mà lớp và nhà trường giao cho. Trên địa bàn huyện còn rất nhiều học sinh vượt khó học giỏi như em Lương Thị Tú Anh ở xã Thiện Phiến, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em Trần Thị Thảo Linh ở xã Nhật Tân, không có nhà để ở, phải đi ở nhờ. Em Vũ Thị Dung ở xã Hải Triều, có bố mẹ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Các em là những tấm gương vượt lên số phận, khát khao được học tập, viết tiếp truyền thống hiếu học của quê hương Tiên Lữ. Tin tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn huyện Văn Lâm, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Sự việc xảy ra vào tối ngày 28 tháng 12 tại km 28 500 thuộc địa bàn xã Đại Đồng. Xe ô tô taxi mang biển kiểm soát 89A07571 đang đi đến đường ray tàu hỏa thì gầm xe ô tô bị vướng vào thanh ray đường sắt. Lái xe đã chạy ra ngoài nhưng sau đó cố quay lại để cứu xe. Lúc đó, tàu hàng đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng chạy tới. Cú tông mạnh của tàu hỏa khiến cho xe ô tô bị biến dạng và tài xế tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Kiều Văn Lâm, sinh năm 1992 ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hảo. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.